Rồi ba đúng, ba đúng vạch nè. Thì bay màu hết rồi. Hả? À. Nó vẽ Đà Lạt hơn đúng không? Có cảnh hơn. Cái này cũng villa nữa nè. Hoa sen nhiều màu quá nè. Ô cảnh đẹp quá. Đang lên đường Vinh, đang lên Vinh nè. Bây giờ ai dậy từ đó xuống đó thì chết ngặt luôn. Xe xe xích vô. Mừng quá Liêm được có chụp hình rồi. Mừng quá. Xe mà. Ở quán này vô xe đi. Bọn che diện ba mất tiêu rồi. Bự quá, che mất tiêu diện ba rồi, diện ba mặc đồ đẹp. Anh đi, anh đi, anh đi, đi. Tự nhiên ta đi cái chặn ta lại cái. Vừa chặn mà vừa kêu đi đi. Chạy không nè mẹ. Chạy sao mà mẹ. Nè, bước lên đi ống chích nè. Chưa. Thấy chưa? Bước lên. Để ông chích thấy không? Quá nhiều luôn đó thấy không? Hỏi gì ba nói mà. Những
chỗ này tối á, tối là người ta tụ tập ở đây nè. Thôi để em quay phim cho, em sợ vô trong hình lắm. Đừng cho, em quay phim cho. Thôi em đi giùm anh bình thường cái đi. Mệt quá. Thôi đi đi em quay cho. Em không thích vô hình đâu. Thôi tắt. Thôi nè tắt. Em đi trước đi. Ừ? Đi trước không được, đi đâu kịp. Ai cũng đi, đi không có kịp. Thấy chưa? Thấy rõ ràng thấy không? Bởi vì thấy cỏ đừng có lũ lũ vô chơi phải không? Ở trong đâu biết có gì không đó. Đi đi. Rồi xuống liền.